8 mét, cái còn bà để lại cho tôi 1 mét, tôi mượn bà 1 mét. Rồi để cái nối ra đằng sau, tôi có để cho bà cái ông cái nối ra đằng sau. Cả ở với con cãi nhau đéo ở được đâu nhá. Mà về đấy, về có chỗ mà ở. Con đéo ở được đâu nhá. Đéo ở được với con đâu, thấy đi nói luôn. Vậy là thật, nói vậy nói thật. Không, mình trên kia đấy. Mình cũng bảo mình, mọi cháu mình cũng bảo cứ để nhé, tham gia nó lần sau về mà ở chúng đây tiến nói thật hơn, nó bảo béo à. Ông giáo ở đâu nhá? Cửa sổ trên tầng 2 các bạn. Nhưng mà thật ra khoảng kia nó cũng đi qua. Đi qua đấy. Nhà cửa sổ đấy là gì ạ? Chưa cúng hoa. Chưa cúng cái bỏ đến bàn thờ. Mình đánh ông giáo để ra đi. Dẫn ra. Kia có trẻ gì bảo? Trẻ mình không? Ma cậu mấy giờ đi sáng hay đi chiều? Ông đéo ở được với con nhá, tôi nói thật đấy là ông cãi nhau rồi về đấy, về là có chỗ mà ở cái nhà đằng sau là để đấy, cứ để 1 mét đấy là tôi cho ông đi cô qua, chứ ông cho thuê hết là đéo còn nó đi đâu, tôi nói trước cho ông biết. Tôi không cho ông đi qua nhà thôi. Cười ý là đưa là 2 mét rưỡi đấy, trả lại chỗ 2 mét rưỡi và 2 mét rưỡi mượn mét là 3 mét rưỡi để tôi nằm cái quán. Vâng, là quán mà. Nó sơn điện vào được 1 mét rưỡi. Đâu lúc đấy cháu không nghĩ ra chứ, cháu bảo cậu không nên mượn. Thế mày nói phải chết với ông. Không, giải thích cho cậu. Giải thích cũng không được đâu. Kệ đâu. Thì mình chỉ có nói bụng mới không thật thì đi tránh những mâu thuẫn. Hai nữa là các cậu đỡ ngại với nhau. Nói phải nói chứ trong tâm trong cậu Sơn cậu không nghe. Vậy bây giờ không nghe Sơn ra hay là sẽ mâu thuẫn. Ông Sơn nghe. Vậy nên là mình nói trước như vậy để Sơn không được mượn nữa. Ông Sơn nghe đi chăng nữa thì bảo tươi lợi nó đồng ý. Cậu Sơn không nghe.